Thưa quý vị, ngày này không khó để bắt gặp những bài viết, hình ảnh, video, quảng cáo về các loại thuốc chữa bách bệnh trên mạng xã hội. Đã từng có nhiều cảnh báo về việc tin theo những quảng cáo tiềm ẩn đầy rủi ro này và cũng liên quan đến vấn đề này. Ngày 13 tháng 10 năm 2023, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết đang theo dõi điều trị cho bệnh nhân tiểu đường suýt mất mạng vì tự ý mua thuốc trên mạng xã hội về sử dụng. Theo đó, ngày 9 tháng 10, một người đàn ông 44 tuổi trú huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum trong tình trạng đường huyết tăng rất cao, khiến cơ thể mệt mỏi, đau đầu, tiểu nhiều, tê bì, bủn rủn chân tay. Đầu năm 2023, bệnh nhân được xác định mắc tiểu đường loại 2. Cách đây vài tuần, bệnh nhân vô tình xem được quảng cáo thuyết giảng trên mạng xã hội của một trang cá nhân về việc cam kết chữa dứt điểm tiểu đường nên đã liên lạc để mua sử dụng. Bệnh nhân kể rằng mình gọi điện cho thầy theo số điện thoại trên Facebook. Sau khi trao đổi, thấy người kia nói rất hợp lý, đồng thời cũng cam kết trị hết hẳn bệnh tiểu đường nên bệnh nhân đã đồng ý mua một liệu trình gồm 4 lọ thuốc uống trong 3 tháng. Một liệu trình như vậy là 2,3 triệu đồng. Sau khi mua thuốc, bệnh nhân tự ý ngừng sử dụng thuốc do các bác sĩ kê đơn để sử dụng thuốc của thần y. Sau một tuần sử dụng thuốc, bệnh nhân cảm thấy người yếu, đau đầu nhiều, mờ mắt, chân tay tê bì nên đã đến khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum. Tại đây, người bệnh đã được cho nhập viện với chẩn đoán đường huyết tăng rất cao. Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm làm việc tại khoa nội tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, trường hợp bệnh nhân này qua xét nghiệm cho thấy lượng đường trong máu cao gấp 4 lần ngưỡng bình thường của người mắc tiểu đường. Bác sĩ Trâm nói việc đường huyết tăng cao như vậy nếu không được xử trí kịp thời có thể dẫn đến hôn mê, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh. Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm cũng khuyến cáo người bệnh cần nghiêm túc theo dõi và điều trị bệnh theo hướng dẫn của bác sĩ, đặc biệt không tự ý dừng thuốc, mua và sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, các loại thuốc lá cây và nhất là các loại thuốc rao bán, quảng cáo như thân dược trên mạng xã hội. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan cùng các tin tức mới nhất tại địa chỉ thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi.